Rồi, bữa nay mình sẽ ôn phần tự luận hành học. Bữa trước mình đã ôn trắc nghiệm rồi. Hôm nay mình sẽ ôn tự luận. Rồi mình làm nha. Trên cùng một nửa mặt phẳng, bờ chứa tiêu x, vẽ cái bờ ra. Bây giờ mình vẽ hình nè. Vẽ hình trước. Trên cùng một nửa mặt phẳng, chấm đại điểm nha, bờ chứa tiêu x. Cái ra. O I yeah. Vẽ hai tia OI, OT và OI. Mình sẽ kẻ tia OT và tia OI sao cho XOT bằng 30 độ. Bây giờ mình đo XOT bằng 30 độ nha. Đo 30 độ. Mình để cái compa nè. Ngay cái định cái tâm này là để ngay số 0, ngay cái điểm mình chấm á. Đó. Đó. Rồi, dòng trong nha. Nè, 10 nè. 20 nè, 30, 30 ngay chỗ này. Rồi, chấm ra ngoài. Rồi, góc này 30 độ. Mà 30 độ chính là XO gì đây? XOT. Vậy đây, TOT. Rồi, XOE bằng 60 độ. Bây giờ mình đo 60 độ. Rồi, nãy 30 nằm chỗ này. Giờ 40 nè. 50 nè, 60 nằm chỗ này. Mình chấm chấm ở bên ngoài. Giờ từ từ chấm đó mình nói vô. 60 độ. XOY. Cái góc lớn này 60 độ. Giờ đó sao ra để sao cho mấy đứa dễ hiểu. Lớn này 60 độ. Hay chưa? Cái góc nhỏ 30, góc nhỏ bên đây 30, góc bự 60 thì góc nhỏ bên đây phải nhiêu? 30. Góc nhỏ này 30, góc nhỏ này 30 thì cái góc lớn này mới 60. Đó là dự tính của mình là IOT ra 30 luôn rồi đó. TOY nè, ra 30 rồi. Rồi bây giờ câu A. TOT nằm giữa hai TOX và OY không thì mình thấy rõ ràng. TOT như thế nào đây? TOT đang nằm đâu? TOT đang nằm giữa hai tia OX và tia OY, tại vì góc XOT có nghĩa là XOT 30. Cái góc này XOT nó chạy 30. Mà góc XOY như thế nào? Nó chạy qua 6 60. OT thì mới mới tới đây nó ngừng, còn OY nó bẹt ra tới đây. Thì rõ ràng XOT góc XOT nhỏ hơn góc XO OY. Dạ. Vì thì mình trả lời câu A như thế nào? TOT nằm giữa hai tia OX và OY không? Thì trả lời là TOT nằm giữa hai tia OX và OY, tại vì góc XOT bé hơn góc TO OY. À, góc XOT bé hơn góc XO OY, mở ngoặc ra 30 độ bé hơn 60 độ. Như vậy thì mình đã giải quyết xong câu A. Câu B tính TOY. Đây câu A. Câu A tôi đã giải rồi. TOT nằm giữa hai tia OX và OY vì góc XOT bé hơn góc XOY, mở ngoặc ra 30 bé hơn 60. Câu B là tính góc TOY và so sánh nó. Bây giờ TOY nè là tính cái góc này nè. Tính góc này nè. Tính góc này. TOY. Thì rõ ràng mình nói vì OT nằm giữa hai tia, vì OT nằm giữa hai tia OX và OY nên ta có góc gì? XOT cộng góc TOI, à, hai góc nhỏ cộng lại bằng góc lớn là XOOI. Nhớ khi mà nó nằm giữa thì nó sẽ có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Được chưa? Là XOT cộng TOI bằng góc XOI. TOT nằm giữa hai tia TOT nằm vì TOT nằm giữa hai tia OX và OY nên ta có góc gì đây? XOT này, XOT cộng góc TOI bằng góc XOY. Thế số vào XOT bằng 30 độ, TOI ghi lại XOY bằng 60 độ để cho á, mình thế số vô. Vậy TOI sẽ lấy này 60 trừ 30, 60 độ trừ 30 độ bằng 30 độ. TOI 30 độ. Bây giờ người ta so sánh XOT. So sánh TOI.
và XOT. TOE bằng 30 độ mà XOT cũng phải bằng nhiêu? Mà XOT bằng 30 độ để cho ha. XOT bằng 30 độ này, góc này nè. Anh này 30 độ ghi vào ha. Đó, cái màu đỏ là cái mình vừa tính xong, tôi ghi vô cho coi. Đây XOT bằng 30 độ, TOE cũng bằng 30 độ này. TOE bằng 30 độ mà XOT cũng bằng 30 độ thì dẫn đến TOE bằng XOT. À, hiểu không? So sánh. So sánh, mình đã so sánh rồi, TOE bằng XOT rồi. Được chưa? Rồi. Câu C. TOT phải là tia phân giác của XOE không? Vì sao? Thì mình thấy rõ ràng TOT là tia phân giác của góc XOE. Thứ nhất, để nó là phân giác thì thứ nhất OT phải nằm đâu? Nằm giữa. Thứ hai, hai cái góc nhỏ này là XOT và góc TOE này phải bằng bằng nhau và nó đã bằng rồi nè. Được chưa? Thì mình trả lời TOT là tia phân giác của góc XOE vì dấu cộng đầu tiên. Ý thứ nhất là OT nằm giữa hai tia OX và OE. Thứ nhất phải nằm giữa. Thứ hai là góc XOT bằng góc TO OE là nó đã là phân giác. Làm nha. TOT là tia phân giác của góc XOE vì TOT nằm giữa hai tia OX và OE theo câu A. Có nghĩa là câu A mình đã chứng minh cái nằm giữa này rồi, là theo câu A. Đó. Rồi XOT bằng TOE bằng 30 độ theo câu gì? Câu B. XOT nè bằng TOE nè đều bằng 30, 30 độ theo câu B. Rồi, như vậy thì mình đã giải quyết xong cái phần phân giác. Tiếp tục. Vẽ tia phân giác OM của góc XOT. Phân giác OM của XOT. Đây nè, XOT nè là 30 độ đúng không? Bây giờ vẽ 15 độ. Phân giác OM là phân giác, vậy XOM. XOM như vậy OM là phân giác. OM là phân giác của XOT. XOT đây, OM phân giác, vậy OM phải nằm nằm giữa. Mình kẻ giữa đây, cái kẻ là đây này, OM. Đó, OM là phân giác của XOT. Mình đứng nhìn ở trên, mình đứng nhìn ở trên. Mình chỉ nhìn đây. Đó, OM là phân giác. OM là phân giác của XOT. OM là phân giác của XOT. Khi OM là phân giác của góc XOT rồi, như vậy thì góc XOM sẽ bằng góc MOOT. Nghĩa là hai góc nhỏ này nó sẽ bằng nhau và bằng 30 độ chia 2. Đó, khi mình đọc đề á, mà mình gặp là ôm gặp cái gì là phân giác thì lập tức nói cái câu đó liền. Vì OM là phân giác của XOT nên ta có mình nói liền cái câu đó đi, mình tính sao? Vì OM là phân giác của XOT nên ta có XOM bằng MOT. Góc gì đây? XOM M là góc nhỏ này. Nhỏ này. Giờ bằng MOT là góc nhỏ bên kia và bằng góc bự là XOT chia 2. Này. Được chưa? Ra 15 độ. Tiếp tục. Tia OM có nằm giữa. Rồi rồi bây giờ mình nói xong cái phần phân giác rồi. Mình nói xong cái phần phân giác rồi, được chưa? Mình nói xong phần phân giác rồi. Bây giờ tính MOE. Tính MOE, mình qua mình coi coi MOE như thế nào nha. Như vậy thì khi mình tính xong á thì góc XOM bằng góc MOT và bằng góc bự này chia 2. Như vậy thì mỗi góc nhỏ này nó sẽ là 10, 15 độ. Được chưa? Rồi, tiếp tục tính góc gì đây? IOM MOE, tính góc MOE là tính cái góc này. Tính góc này. Đó, tính góc này. Thì mình có gì? Mình nói gì? Tia OM nằm giữa hai tia OX và OE gì? OE. Vì góc XOM có 15 độ thôi. Bé hơn góc XO gì? XOE. Hiểu không? Góc XOM là có nghĩa XOM chạy tới đây thôi. Còn XOE nó vượt qua thì OM phải nằm giữa. Đó. Có nghĩa là mình nói OM nằm giữa hai tia OX và OE vì góc XOM bé hơn góc XOE. Mở ngoặc ra 15 độ bé hơn 60 độ, XOE là 60 độ. Được chưa? Tiếp tục. Cái mình nói gì đây?
Khi nó nằm giữa rồi thì mình có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là góc XOM cộng góc MOE bằng góc lớn là XO XOE được chưa? Rồi thấy số vô là ra. Đây, đó là định hướng mặt. TOM TOM nằm giữa hai tia UX và OE tại vì XOM bé hơn XOE. XOM có 15 độ thôi, XOE 60 độ lận. Đó, nhớ ghi độ nha, coi chừng mấy đứa quên đó. Độ là cái vòng tròn trên. Nên ta có XOM cộng MOE bằng XOE. XOM là 15 độ nè, XOM mình vừa tính trên nãy đó là 15 độ. MOE là cái mình đang tìm bằng 60 độ. Như vậy thì MOE lấy 60 độ trừ 15. Đó, 60 trừ 15, 15 chuyển qua là trừ 15. Vậy thì MOE bằng 45 độ. Rồi, kết thúc bài toán. Câu 1, bài 1, được chưa? Cố gắng làm ha. Rồi, bài số 2. Bài số 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng, bờ chứa tia UX. Bây giờ mình vẽ ra. À. Trên cùng một nửa mặt phẳng, bờ chứa tia UX. Thì bây giờ vẽ cái tia UX ra. Muốn vẽ tia UX nè. Chấm chấm đi. Đó, chấm chấm. Kéo UX ra. UX. Đây là bờ chứa tia UX. Vẽ hai tia OT và OE sau XOT bằng bóng 40 độ. XOT bằng 40 độ, vậy XO rồi, giờ T ra 40 độ ha, mình kẻ T 40 độ. Này. 10 nè. 20 nè. 30 nè. 40 độ nè. Chấm ở đây. À, nó lại. XOT cái này 40 độ. Được chưa? Rồi. XOE bằng 80 độ, XOE 80 độ, giờ XO rồi, giờ kẻ Y 80 độ, giờ kẻ 80 độ là Y á nha. 80 độ là 40 rồi nè. 50 nè, 60 nè, 70 nè, 80 nè. 80 nằm đây nha. Chấm ra đây luôn. Chấm đại ngoài đi ha, cái mình nói vô là được rồi. Rồi. Rồi, XOE. Góc này 8 độ. Góc lớn nha. Rồi. 80 độ. Rồi, gì đây? TOT có nằm giữa không? Thì rõ ràng OT nó như thế nào? TOT nằm giữa hai tia OX và OE. Tại vì XOT nó quạt nó ra có tới đây thôi. XOT nó có 40 thôi. Anh OT chạy mới có 40 thôi, còn anh OE nó vượt tới nhiêu? 80. À. Vậy thì OT nằm TOT nằm giữa hai tia TOT nằm giữa hai tia OX và OE. Tại vì góc XOT bé hơn góc XO OE. Được chưa? Vậy thì mình đã giải thích xong câu A. Rồi. Rồi bây giờ này. XOT bằng nhiêu? 40. Cái góc bự á, là 80, cái góc nhỏ này 40 thì chắc chắn cái góc nhỏ bên đây nè cũng phải nhiều 40. Góc bự là 80 mà anh kia giữ 40 rồi thì anh còn lại là TOI này nè cũng phải giữ 40 được chưa? Rồi. Bây giờ người ta kêu so sánh TOI và XOT. Mình muốn so sánh TOI và XOT thì phải có số đo của XOT. Phải có số đo của XOT và có số đo của TOI, đúng chưa? Muốn so sánh hai này thì cần phải có số đo của XOT và TOI. Như vậy thì XOT có chưa nè? XOT có rồi nè, 40 nè, để cho. Như vậy thì anh này đã có số đo rồi. Như vậy thì ta chỉ cần đi tìm TOI thôi. Khi có TOI ta sẽ so sánh được, đúng không? Như vậy thì tìm TOI. TOI. Như vậy thì muốn tìm TOI thì mình nói OT nằm giữa hai tia UX và OE, lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn sẽ tìm ra góc còn lại. Rồi. Rồi, coi ha, câu A này. TOT nằm giữa hai tia OX và OE vì góc XOT bé hơn góc XOE 40 độ, bé hơn 80 độ. Rồi, so sánh này, mình nói TOT nằm giữa hai tia OX và OE. Rõ ràng OT nằm giữa hai tia OX và OE
nên ta có góc gì? XOT hai góc nhỏ còn lại cộng TOE bằng góc XO XOE XOT cộng TOE bằng XOE. Thế số vô XOT là 40 độ, TOE đang tìm, viết lại XOE là 80 độ. Như vậy thì TOE sẽ lấy 80 độ trừ 40 độ, vậy TOE bằng 40 độ. Nghĩa là anh TOE này bằng 40 độ rồi, mà anh XOE này cũng bằng nhiêu? Góc TOE này bằng 40 độ mà góc XOE này cũng bằng 40 độ, thì dẫn đến TOE và XOT phải bằng bằng nhau. Mà XOT cũng bằng nhiêu? 40 độ. Được chưa? Suy ra góc TOE bằng góc XO XOT. Như vậy thì mình đã giải hoàn thành xong câu B. Được chưa? Đó, bây giờ đến câu C nè. Nó hỏi TOT phải là phân giác của XOE không? À, chứng tỏ OT là phân giác, nghĩa là chứng tỏ, nghĩa là chứng minh đó. À, hoặc là nó hỏi là chứng minh OT là phân giác của XOE, hoặc là nó hỏi OT phải là phân giác của XOE không, vì sao? Đó, ý là vậy đó. Nghĩa là nhiệm vụ của nó, của cái đề này là nó kêu mình chứng minh OT là tiêu phân giác. Thì chứng minh như thế nào đây? Thì rõ ràng OT như thế nào? OT là phân giác của góc XOE. Thứ nhất, tại vì OT nó nằm giữa, mình đã chứng minh ở câu A rồi. Rồi góc XOT này là cái góc nhỏ bên đây và góc nhỏ bên kia cũng phải sao đây? Hai góc nhỏ này bằng bằng nhau rồi thì nó là phân giác. Vậy trả lời nè. TOT là tiêu phân giác của XOE vì nó có hai ý. Để chứng minh phân giác thì nó có hai ý. Ý thứ nhất là phải nằm giữa. Ý thứ hai là hai góc á nó phải bằng nhau. TOT là tia phân giác của XOE vì ý thứ nhất, TOT nằm giữa hai tia UX và OE. Theo câu A mình đã chứng minh. Đó. Rồi, XOT à, TOE bằng XOT. TOE bằng XOT. Nghĩa là góc TOE là góc bên đây nè. Nó bằng góc XOT là góc bên đây. Là hai góc này nè. Đó. XOT bằng TOE. Đó, nó bằng nhau. OT nằm giữa rồi hai góc hai bên đó nè. Nó bằng nhau nữa thì nó là phân giác. À, ví dụ anh XOT này 40, anh TOE này 50, một anh 40 một anh 50 thì nó không là phân giác nha. Nó phải bằng nhau mới là phân giác được. Rồi. OT là phân giác vì thứ nhất OT nằm giữa hai tia UX và OE. Thứ hai TOE bằng XOT bằng 40 độ theo câu B mình đã chứng minh. Vậy thì nó đã trở thành phân giác. Tiếp tục ok. Câu tiếp này. Câu D nha, câu D nè. Hồi nãy giải câu C rồi giờ đến câu D nè. Vẽ tia OZ. Vẽ tia OZ là tia đối của OX. OZ, OX đi lên nè. OX đi lên nè, nhìn ha, OX đi lên. OZ là tia đối. Đối thì phải quay lại. Qua đây. OZ. OZ. Chữ Z của tôi nha, còn mấy đứa muốn viết chữ Z kiểu gì viết. OZ là tia đối. Thấy chưa? Có OX nè. Vẽ tia OZ là tia đối của OX, vậy OX đi lên, OZ là tia đối thì phải đi xuống. Rồi vẽ tia OM nằm giữa OY và OZ. Vẽ tia OM. OM nằm giữa OY và OX, OZ đúng không? Sao cho góc ZOM bằng 50 độ? Mình vẽ ra ZOM bằng 50 độ. Vậy nè. Để mình đo ha. Mình phải để ngược thước về mình mới đo được. Rồi. 50 độ, 50 độ nha. Ở đây là 10 độ nè, 0 độ nè. 10 nè, 20 nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè. 50 đây. ZOM bằng 50 độ. Vậy OM 50 độ. ZOM. Như vậy thì cái góc này nó sẽ là 50 độ.
Để cho là tôi viết màu xanh nha. Rồi. Tính góc MY, tính góc MY. Tính cái góc này. Tính sao? Đó. Quá dễ đúng không? Góc này vuông chưa? À, không, không vuông nha. Tính góc MY tính sao đây? Ai định hướng được cái tính MY này. Rồi, tính MY cũng đơn giản thôi. Thì bây giờ mình có một cái góc tia đối. Như vậy thì góc ZOX này bằng nhiêu rồi? 180 độ rồi, đúng chưa? Giờ giải luôn nè. Bây giờ định hướng nè. Cái góc XOY này bằng 80 độ rồi. Như vậy thì nguyên mình cái góc bên đây 80 độ. Vậy cái góc bên đây nhiêu? Nguyên một cái đường nè, XOZ này nè là 180. Được chưa? Góc nhỏ nè, XOY cộng IOZ bằng 180 độ. Kề bột. Được chưa? Mà anh này giữ 80 độ rồi, như vậy thì góc lớn này phải nhiêu? 100 độ. 100 độ. Được chưa? Cái mình nói tia OM nằm giữa hai tia OX, OZ. Tia OM nằm giữa hai tia OZ và O gì? OY. Tại vì góc ZOM ta đây thôi, bé hơn góc ZO OY là 50 độ, bé hơn 100 độ. Như vậy OM đã nằm giữa. Khi mà OM nằm giữa thì mình nói lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là ZOM cộng MOY bằng góc ZOY. Được chưa? Mà anh này giữ 50 độ rồi. Góc lớn là 100, anh này giữ 50, vậy thì góc nhỏ bên đây là MOY cũng phải nhiêu? 50. Ok không? Rồi. Đầu tiên mình nói gì đây? Vì tia OX, OZ, vì tia OZ. Tia OZ là tia đối của OX. Nào. Tia OZ là tia đối của OX. Suy ra góc XOZ này bằng nhiêu độ? 180 độ. Tia đối là lúc trước mình đã học tia đối là bằng 180. Được chưa? Rồi giờ giải nha. Rồi, câu D đi. Câu D. Câu D này. Mình nói vì tia OZ là tia đối của tia OX. Vì tia OZ là tia đối của tia OX, đúng không? Nên mình suy ra OZ này là tia đối của OX, nên mình suy ra góc XOZ này bằng nhiêu độ? XOZ này bằng 180 độ. Ok chưa? Rồi. Rồi, mình nói TOY nằm giữa tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Hai tia OX và OZ. Được chưa? TOY nằm giữa hai tia OX và OZ. Vì gì? Vì góc XOY. Vì góc XOY. Đó, bé hơn góc gì? XOZ. XOY mới tới đây thôi, OZ nó quạt ra tới đây luôn, đúng không? Bé hơn XOZ. Mở ngoặc ra bao nhiêu độ này? 80 độ. Bé hơn bao nhiêu độ?
180 độ. Được chưa? Như vậy thì hoặc là mình nói OI nằm giữa hai tia X và Z bằng kẻ bù cũng được. Chút tôi sẽ nói cách khác ha. Rồi. Bây giờ tôi đang giảng theo kiểu đường mòn á, là XOY là 80 độ, bé hơn XOZ là 180 độ. Rồi tiếp tục, khi nó đã nằm giữa rồi, mình lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là góc gì đây? XOA. À, ta có XOA cộng IOZ bằng XOZ. Đó. Như vậy thì XOA mình ra nhiêu độ nè? XOA là 80 độ, đúng không? XOA là 80 độ. Rồi đưa vào. IOZ đang tìm. XOZ là 180 độ. Như vậy thì IOZ sẽ bằng 180 độ trừ 80 độ. Vậy IOZ mình sẽ bằng 100 độ. Được chưa? IOZ mình sẽ ra 100 độ. IOZ là 100 độ. Cái mình nói tia OM mình đang tính góc chấm hỏi này ha. Tia OM nằm giữa hai tia OE và OZ. Vì vì gì? Vì góc ZOM bé hơn góc ZOE. ZOE 100 độ nè. ZOM có tới đây thôi, OM nó quạt tới đây thôi, OE nó quạt tới 100 độ. Vậy OM phải nằm giữa. Được chưa? Cái mình lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Rồi. Là mình nói nè. Tia gì đây? Tia OM tiếp tục ha, mình nói tia OM. Này, tới đây này, tiếp tục nè, tia miếng này. Tia OM nằm giữa hai tia OI và OZ phải không? Tia OM nằm giữa hai tia OI và OZ. Tại vì sao? Tại vì góc ZOM. Tại vì góc ZOM bé hơn góc IOZ. Bé hơn góc IOZ. ZOM có 50 độ thôi, IOZ tới 100 độ lận, nên nó nhỏ hơn ta thì nó phải nằm giữa thôi. Đó. 50 độ với 100 độ, nên ta có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là gì? IOM cộng MOZ bằng góc lớn IOZ. Nè, ZOM cộng gì? MOOI bằng góc lớn là ZOOI. IOM cộng MOZ bằng IOZ. Thế số vô. IOM đang tìm viết lại. MOZ 50 độ. IOZ 100 độ tính trên. Đó, IOZ 100 độ tính trên này. Rồi. Suy ra. IOM sẽ lấy 100 độ trừ 50 độ. Rồi IOM bằng 50 độ. Xong. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhất. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ trình bày cách thứ hai. Cái thứ hai. Rồi, cái thứ hai là mình nói, cái thứ hai nè. TOE nằm giữa hai tia, cái thứ hai là mình nói. TOE nằm giữa hai tia OX và OZ. Vì tia OZ là tia đối của OX. Vì OZ là tia đối của OX hết. Rồi, mình lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn, XOE cộng IOZ bằng XOZ. Đó. Mà thế số vô này, thế vô 180 độ, lý do kệ kệ bù. Có nghĩa là tia đối thì nó phải bằng 180 độ kệ bù thôi. Thế số vô ra. Đó. Còn dòng kế tiếp thì y chang vậy. Cái này nãy nó rồi. Rồi ok. Bài số 3. Vẽ hai góc kề bù. Hai góc kề bù XOE và IOZ. Biết XOE bằng 118 độ. Rồi mình vẽ 118 độ đi nè. XOE ha, nghĩa là nó cố định tại O này. Đó, OX đi nha. OX đi.
OX nè. Bây giờ x, kẻ tiêu x ra trước, rồi kẻ x OY bằng 118, x OY bằng 118. Rồi để tiếp vào. Rồi, ngay ha. Cái chỗ này phải ngay tâm 118 nè. 114 nè, 115 nè. 118 chứ, 120 nè. Đấy, 110. Dạ, 110 đây. Ở giữa này nè. 110 này đúng không? Ở giữa này nè, ở giữa cái gạch dài này nè. Có một cái gạch dài nè. Ở giữa này là 115 nè. Được chưa? Điểm từng cái gạch nhỏ 115 rồi. Điểm gạch nhỏ kế tiếp 116, 117, 118. Mấy này. Đó. Đó rồi. Rồi. XOY góc này 118 độ. Rồi. Tiếp tục IOZ. Chắc chắn IOZ thì nó phải thẳng qua đây luôn. Không cần suy nghĩ. Tại vì cable là tổng 108, đúng không? Mình không cần kẻ tính anh kia luôn. XOY nó ra như đây rồi. Như vậy thì cái phần còn lại này nè. Cái phần còn lại nè phải là góc gì? IO IOZ IOZ được chưa? Không cần suy nghĩ. Tại vì cable là tổng của XOY cộng IOZ phải bằng nhiêu? 180 độ. Đấy, bây giờ mình tính IOZ. Tính IOZ. Tính IOZ như thế nào đây? Mình nói gì? Ta có góc XOY cộng góc IOZ bằng 180 độ cable nè. Có cable là tổng phải 180, được chưa? Là XOY cộng IOZ bằng 180 cable. Rồi XOY là nhiêu? Mấy đứa viết chữ ra nghe, tôi viết tắt thì mấy đứa phải viết chữ ra rõ ràng chữ cable nghe, chứ không được viết ca bù giống tôi là sai á. Viết tắt không được, phải viết rõ ràng ra. XOY là 118 độ. IOZ đang tìm. Đây, ta đang tìm IOZ này. Rồi, bằng 180. Thế vô IOZ sẽ lấy 180 trừ cho 118, IOZ bằng 62 độ. Rồi, xong, kết thúc câu 3. Ra IOZ. Cái vấn đề quan trọng là phải biết chữ kề bù là hai góc cộng lại tổng của hai góc ra 108 là XOY cộng IOZ bằng 180, quan trọng chỗ đó đó. Đó. Rồi, tiếp tục. Bài số 4. Bài số 4 đây. Rồi, tôi chỉ vậy nè. Cho tam giác ABC. Biết AB bằng 3, AC bằng 4, BC bằng 5. Có nghĩa là nó đề này nó kêu mình vẽ cái hình của tam giác này và nêu cái cách vẽ ra. Thì bước thứ nhất tôi chỉ mấy đứa này. Mấy đứa muốn vẽ cái gì cũng được. Ở đây thì tôi vẽ AC trước. Còn mấy đứa muốn vẽ AB gì cũng được. Bây giờ tôi vẽ AB trước đi ha. AB trước cho mấy đứa biết ha. Nếu mà vẽ AB trước thì nó khác cái cách trong đây rồi. Thôi, được hai cách đi. Bây giờ vẽ AB trước. 3 xăng, mình đo 3 xăng nha. Mình đo 3 xăng vẽ AB. Rồi. Ở đây 0 nè, 1 nè, 2, 3 nè. Chết rồi. Vẽ AC đi. Lỡ là vẽ AC 4 luôn đi nha. 4. Rồi. Tới đây nè. Là 4 nè. 4 xăng là AC. Đây A nè. Đây C đi. Được chưa? Sau đó, bây giờ mình muốn AB bằng 3 đúng không? AB bằng 3. Mình để cái compa như thế này nè. Cái thước mình đưa vô. AB bằng 3, mình đo 3 xăng. Này. Ngay không ha. Đo 3 xăng. Được chưa? Đúng 3 xăng này đúng không? Rồi. Mình sẽ quay một đường tròn tâm A bán kính 3 xăng. Đây nè. Được chưa?
Rồi. Tiếp tục, mình quay một đường như vậy thôi. Đường tròn tâm A bán kính 3 xăng. Tiếp tục. Mình sẽ quay BC. BC bằng mấy nè, bằng 5. Như vậy thì mình đo 5. Mình để cái thước ra mình đo 5 xăng. Mình đo 5 xăng. Rồi. Không ha, 3 nè. Quá ra cho 5 xăng. Rồi ok. Mình sẽ quay đường tròn tâm C bán kính 5 xăng. Được chưa? Và hai đường tròn này cắt nhau tại đâu thì đó chính là điểm gì? Điểm B. Được không? AB nghĩa là mình có A rồi. Mình muốn xác định B thì mình sẽ quay đường tròn tâm A. À, bán kính là gì? AB. À, là bán kính là 3 xăng. Đó. Tiếp tục. Bây giờ mình muốn xác định điểm B nữa. Hồi nãy thằng A nó hùng vô B rồi, thằng C này cũng phải hùng vô B nữa. Rồi mình sẽ quay đường tròn tâm gì? Mình có C rồi thì mình sẽ quay đường tròn tâm tâm C bán kính mấy xăng? 5 xăng. Sau đó mình sẽ nói lại. Thì mình sẽ được tam giác ABC. Dạ. Yeah. Nhìn nha, đúng 3 xăng không? Ngay chắc 3 xăng luôn. Dạ. Đó. Vậy đó. Rồi cách vẽ này. Vẽ đoạn AC bằng 4 xăng. AC bằng 4 xăng. Vẽ cung tròn tâm A, đó mình sẽ quay một cái cung tròn tâm A bán kính mấy xăng này. Để xác định điểm B á, vẽ cung tròn tâm A bán kính 3 xăng. Vẽ cung tròn tâm gì? Tâm C bán kính mấy xăng? 5 xăng. Và hai cái đường tròn này nè, nó sẽ cắt nhau tại một điểm thì điểm đó chính là điểm gì? Gọi B là giao điểm của hai cung tròn trên. Đây. Đây cung tròn thứ nhất nè, cung tròn thứ hai nè, B là giao điểm của hai cung tròn trên. Vẽ đoạn thẳng gì? BA, B gì? BC thì mình sẽ ta sẽ có được tam giác AB, ABC. Đây là cách vẽ. Ở đây tôi cũng vẽ rồi. Chỉ cần nói là thôi. Rồi. Được chưa? Mấy đứa thể đo lại nè. Đo lại để kiểm tra. Đó đi nè. Đó, đúng 3 xăng luôn nè. Được chưa? Rồi đó này có phải 5 xăng không này. Rồi. Rồi đúng 5 xăng luôn nha. Ok, vậy là mình đã vẽ ok rồi đó. Rồi, thì cách vẽ này. Bước thứ nhất là vẽ đoạn AC. Mình không thích vẽ AC, mình vẽ AB gì cũng được. Được chưa? Rồi, vẽ AC nè. Tiếp tục nè, vẽ đoạn thẳng AC 4 xăng. Đoạn này 4 xăng, ghi vào. Rồi, sau đó sẽ quay đường tròn tâm gì? Tâm A bán kính mấy xăng nè. Giờ vẽ AB nè. Có A rồi, mình sẽ quay đường tròn tâm A bán kính 3 xăng sẽ được điểm B. Đó, bán kính 3 xăng. Sẽ như thế này. Tiếp tục, mình sẽ quay đường tròn tâm gì? Tâm C bán kính mấy xăng? 5 xăng. Sẽ cắt như thế này. Đó. Rồi, nói hai cái điểm này lại. Rồi và gọi B là giao điểm của hai cái đường tròn trên. Là hai đường tròn mình vừa vẽ đấy. Đấy. Rồi. Vẽ đoạn BABC đó chính là tam giác ABC càng tiền. Đó, ta có tam giác ABC. Rồi, đây là cách vẽ. Được chưa? Người ta kêu cho tam giác này. Đó, cho số rồi người ta kêu vẽ ra, rồi người ta kêu nêu cách vẽ thì mình đã vẽ và nêu cách vẽ rồi đó. Để chú ý ha. Rồi, ok. Qua bài số 5. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tiêu x. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tiêu x. Đó. Vẽ hai tia. Rồi, giờ mình sẽ làm lại số 5 ha. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tiêu x, vẽ tiêu x ra đây.
ra. Đây là cái bờ chứa tiêu x. Đó, bây giờ vẽ hai tia OI và OZ sao cho x OI bằng 60 độ. Mình đo ha, mình đo x OI bằng 60 độ này. Sao độ mình coi ở trong nha, coi số nhỏ ở trong chứ đừng coi số ngoài. Sao độ nha. 50 nè, sao độ. Sao độ này. Dạ. Rồi. Góc này sao độ. Sao độ nha. Rồi. XOZ bằng 150. Giờ XO rồi, giờ vẽ thằng Z tới 150 lần, vẽ ngay. 150 này. 130 này, 140 này, 150 này. 140, 150 này. 150. Rồi, nó này. Góc này 150 nè. Z. Đây, ok. Mấy đứa cứ viết chữ Z bình thường đi, tôi viết chữ Z này để phân biệt số 2 với chữ Z đó. Rồi. Rồi bây giờ nó hỏi nè, OE có nằm giữa không? Trả lời rất dễ dàng. OE nằm giữa hai tia OX và OZ tại vì góc XOE nó có nhiêu thôi. OE nó quạt mới có 60 độ thôi, mà OZ nó quạt tới nhiêu? 150 lần, nó quạt ra 150 lần. Thì trả lời là OE nằm giữa hai tia OX và OZ tại vì góc XOE bé hơn góc XO OZ, mở mặt ra 60 độ bé hơn 150 độ, quá dễ dàng đúng chưa? Rồi bây giờ dần người ta tính kêu tính gì đi? IOZ. IOZ là tính cái góc bên này nè. Cái góc này nè. Góc này. Góc này bằng nhiêu độ nè? Nguyên cái góc lớn 150. Cái góc nhỏ này á giữ 60 rồi. Như vậy thì góc này bấy nhiêu? Dễ dàng, 90 độ chạy đâu? Đúng không? 90 độ cộng 60 độ mới ra 150, 150 độ. Đúng không? Thì để tính được cái góc này thì mình đã nói hai góc nhỏ cộng lại ra góc góc lớn là XOE XOE cộng IOZ bằng góc lớn XOZ. À sẽ ra được. Rồi bây giờ mình sẽ giải ha. Nói gì đây? Câu A nè. Trả lời nè, TOE nằm giữa hai tia UX và OZ vì góc XOE bé hơn góc XOZ mở ngoặc ra 60 độ bé hơn 150 độ, quá dễ dàng. Câu B tính IOZ nha. Tính IOZ. Bây giờ mình muốn tính IOZ thì phải nói nó nằm giữa trước nè. IOZ là cái góc bên này nè. Cái góc mà tôi đã ra kết quả rồi đó. Mình nói nè, TOE nằm giữa hai tia UX và OZ nên ta có. Mình phải lập cái dòng này. Đó. Mình phải lập cái dòng nằm giữa trước rồi mình mới có được cái công thức này. Hiểu không? Mình phải có được cái dòng nằm giữa thì mình mới có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Mình không có cái dòng nằm giữa nè mà tự nhiên nhảy vô ta có cái này là không có điểm nha, nhớ nha. Rồi, TOE nằm giữa hai tia UX và OZ. Khi nói cái dòng đó ra, mình sẽ lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn này góc gì đây? XOE cộng góc IOZ. À, XOE cộng IOZ bằng góc lớn XOZ. Dạ. Yeah. Thế rồi vô. Anh này XOE 60 độ, IOZ đang tìm nè, đang tìm viết lại. XOZ 150 độ. Vậy IOZ mình sẽ lấy 150 độ trừ cho 60 độ bằng 90 độ. Được chưa? Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành xong câu B. Bây giờ câu C nè. OT là phân giác của XOE. OT là phân giác của XOE. Mình kẻ ha. XOE đâu? XOE. XOE nè. Giờ phân giác kẻ nằm giữa đây. Cứ gạch đại giữa đây ha. Hoặc là mấy đứa đi đo 30 độ. Ha, còn tôi vẽ nhanh. OT. OT. Dạ. Chết rồi, lạc rồi. Ok, lỡ rồi ha. Rồi. OT là phân giác của góc XOE. Nghĩa là cái góc XOE này 60 độ.
Đứa nhìn nè, rối hình rồi đó. Góc XOY này nè là 60 độ, được không? Nhưng mà anh OT này nó là phân giác rồi, như vậy thì mỗi góc này phải nhiều 30 độ. 60 độ mà chia ra góc nhỏ này nè. Giờ góc nhỏ này nè phải bằng 30 độ. 30 độ. 30 độ. Được chưa? Rồi. Mình lập cái câu đó vô liền đi. Đó. Vì TOT vì TOT mà mình mới kẻ OT là phân giác XOY thôi ha, mình lập cái liền cái câu đó vô. Vì TOT là tia phân giác của góc XOY, XOY nên ta có XOT là góc nhỏ này bằng góc TOOY là góc nhỏ bên kia. Dạ. Ở đây chưa có. Ở đây chưa có. TOT là tia phân giác của XOY nên ta có XOT là góc nhỏ này. Góc nhỏ này. Bằng góc TOY là góc nhỏ bên đây. Và bằng góc lớn là XOY chia chi 2. Đó. XOT bằng TOY bằng XOY chia 2. Mà XOY là 60 độ chia 2. Như vậy thì mỗi góc nhỏ này sẽ là 30 độ. Ok. Tiếp tục. OT phải là phân giác của IOZ. IOZ 90 độ. Như vậy thì OT phải nó phải 45 độ. OT phải. Rồi. Mình nói khi mình kẻ OT phải là phân giác rồi, nói liền vì OT phải là phân giác của góc IOZ nên ta có. Vì OT phải là phân giác của góc IOZ nên ta có hai góc nhỏ bằng nhau. IOT phải là góc nhỏ bên đây. Góc nhỏ này. IOT phải là góc nhỏ này. Bằng góc nhỏ này nè. Đó. Bằng góc nhỏ bên kia. T phải OZ là góc nhỏ này. Được chưa? Vì OT phải là phân giác của góc IOZ nên ta có IOT phải bằng T phải OZ bằng góc IOZ chi 2. IOZ hay là ZOE gì cũng được. IOZ hay là ZOE gì cũng được chi 2. Rồi, 90 chia 2 là 45. Rồi, tiếp tục nào. Bây giờ góc này nhiêu nè? Bây giờ người ta kêu tính góc gì đây? TOT phải. TOT phải. Tính góc này. Thì rõ ràng góc này 30 độ. Góc TOY này nè là 30 độ. Góc IOT phải là nhiêu độ nè? 45, 45 độ. Không, góc này nè, góc nhỏ xíu này nè. Còn 90 độ là nguyên góc bự nha. Dạ, 45 độ. Anh này 30 độ, anh này 45 độ. Như vậy thì góc T phải OY này nó sẽ là 75 độ, đúng không? Làm sao ra 75 nào? Làm sao ra 75? Thì mình nói nhà nói ha. Nói gì đây? Nó sẽ ra 75 này. Nói vì bây giờ mình phải nói nó OY nằm giữa ha. Mình phải nói OY nằm giữa nè. Mình phải nói OY nằm giữa. OY nằm giữa OT với OT phải. Thì mình nói như thế nào? Tia OT và OT phải lần lượt là tia phân giác của góc gì đây? Vì tia mình nói nó nằm giữa nè. Vì tia OT và OT phải lần lượt là phân giác. Hai cái tia này nè, tia OT và tia OT phải này nè, lần lượt là tia phân giác của góc gì đây? Đầu tiên OT ứng với góc gì? XOY. OT là XOY. Và góc gì? IOZ.
Z. Đó, nên thì mấy đứa nhìn nè. OT với tôi phải nhìn này. OT và OT phải lần lượt là phân giác của hai góc này. Như vậy thì mấy đứa nhìn hai góc này giống nhau gì nè? Phải giống nhau OI không? Như vậy thì OI nó sẽ nằm giữa OT và OT. OT phải. Nên tia OI nằm giữa hai tia OT và OT phải. Đó, như vậy thì mình đã có nằm giữa rồi. Xuống hàng ta có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là góc gì đây? T phẩy O I T O I T O I cộng I O T phẩy bằng góc lớn là T phẩy O O I. Tại vì đề nó kêu mình tính góc gì đây? Đề kêu mình tính góc T O T phẩy ha. Như vậy thì góc T O I góc nhỏ nè cộng góc I O T phẩy bằng góc lớn T phẩy O T O T phẩy. Rồi T O I mình có chưa? T O I mình đã có rồi nè, góc này nãy tính rồi nè. Nè. T O I nè. Nãy mình đã tính 30 độ, được chưa? 30 độ. T phẩy I O T phẩy. I O T phẩy góc này nhiêu? 45 độ, nãy mình đã tính rồi nè. Đây nè. I O T phẩy nè. 45 độ, được nha. Bằng T phẩy T O T phẩy là cái đang tìm, T O T phẩy là cái đang tìm. Như vậy thì 30 cộng 45 thì ra nhiêu này? 75 độ. Như vậy thì suy ra góc TO T phẩy bằng 75 độ. Được chưa? 30 cộng 45 là 75. Có nghĩa là 75 bằng TO T phẩy thì viết thuận lợi TO T phẩy bằng 75 độ. Rồi. Rồi đây là cách trình bày của câu C. Đó, đầu tiên là nó có phân giác, cái mình nói nó là phân giác liền. Cái hai cái góc nó nhỏ bằng nhau và bằng góc lớn chia đôi. Đó. Rồi tiếp tục mình nói nó nằm giữa TOT và OT phẩy. OT là phân giác của XOY. Đó. Rồi OT phẩy là phân giác của IOZ. Không? IOZ. Nên ta có nên TOT phải nằm giữa hai tia nè. Nên TOI nè, nên giống nhau OI nè. Thì OI phải nằm giữa hai tia OT và OT, T phẩy. Rồi, khi nó nằm giữa rồi, ta sẽ có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Thì mình đã hoàn thành bài toán này. Rồi, tiếp tục. Câu D. Câu D. Rối hình ha. Câu D như thế nào đây? Câu D. Vẽ OM là tia đối của OX. Vẫn còn câu 5 nha. Vẫn câu 5 nè, nãy mình giải câu C rồi, giờ câu D này. Tia OM là tia đối của OX. Như vậy thì OX nó lên nè ha. OM là tia đối, vậy OM phải chạy đây. OM. Đó, OM là tia đối của OX. Nói nhìn ở đây. Tính góc MOT phẩy. Tính góc MOT phẩy. Tính góc này. Tính góc này. MO thì phải tính góc này. Tính góc này. Căng nhỉ. Tính như thế nào đây? Tính nào như vậy thì khi mà mình gặp cái tia đối nè mình thấy mà từ từ mình bây giờ mình giải quyết bài toán này. OM là tia đối của OX thì khi mình thấy cái chỗ này thì mình nói liền cái chỗ này.
Vì TOM là tia đối của OX nên góc XOM này phải bằng nhiêu độ? 180 độ, được chưa? Mình giải quyết cái chỗ đó liền đi. Rồi từ từ mình tính tiếp. Rồi. Nè. TOM. TOM là tia đối của OX nên dẫn đến góc XOM này bằng 180 độ, giống như cái bài trên mình đã giải rồi, được chưa? Rồi, tiếp tục. Tia ô gì đây? Sau đó mình sẽ nói gì đây? Mình sẽ tính gì? Mình muốn tính được cái góc lớn này, đúng không? Góc MOT tay phải này nè. Thì bây giờ mình đã có góc T phẩy OZ rồi. T phẩy OZ này. T phẩy OZ, góc này 45 độ này. Em mình đã tính rồi nè. Tại vì OT phẩy là phân giác của IOZ. OT phẩy là phân giác của IOZ. Nên cái góc 45 độ, góc lớn này nè, nó sẽ chia đôi ra, như vậy mỗi bên bằng 45 độ. Như vậy thì mình sẽ tìm cái góc bên đây. Đó, mình tìm góc này. Chia hành lợi đây, chia hành bất lợi. Tại vì bài toán nó sẽ càng ngày càng khó lên ha, chứ không phải dễ. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia lại. Góc này 45 độ nha. Ok không? 45 độ. Như vậy thì mình sẽ tìm cái góc nhỏ bên đây. Sau đó lấy góc nhỏ này cộng góc nhỏ này thì sẽ bằng ra cái góc MOT phải. Ok không? Xử lý như thế nào đây? Thì bây giờ mình nói là mình có OZ. OZ nằm giữa hai tia OX và O. OX, XOZ 550 độ. OZ nằm giữa hai tia OX và tia OM. Được không? Vì góc XOZ là 150 độ, để cho nãy nè, cái dòng này sao này bé hơn góc XOM 150 độ, bé hơn 180 độ, nên ta có gì đây? XOZ cộng ZOM bằng góc XOM. XOZ là cái góc lớn này, góc lớn này cộng góc nhỏ bên đây sẽ bằng góc dài là XOZ. Được chưa? XOM chứ, XOM. Rồi thấy chưa? XOZ 150 độ. Để cho ZOM đang tìm XOM 180 độ. Như vậy thì ZOM sẽ lấy 180 độ trừ 150 độ ra 30 độ. ZOM 30 độ. Vậy anh này 30 độ. Được chưa? Anh này 30 độ. Anh này nhiêu? 45. Mình nói TOZ như thế này này. Tia OZ nằm giữa hai tia OT phẩy và tia OM, đúng không? Tia OZ nằm giữa hai tia OT phẩy và OM. Nên mình có góc T phẩy OZ cộng ZOM. Này. OZ nằm giữa hai tia OM và OT phẩy. OZ nằm giữa hai tia OM và OT phẩy. Nên mình có góc gì đây? T phẩy OZ góc nhỏ này cộng ZOM góc bên đây bằng MOT phẩy bằng góc lớn hết cỡ MOT phẩy. Đó, MOT phẩy là cái góc đang tìm nè. Nè, MOT phẩy nè. Đó. Nè. T phẩy OZ cộng ZOM sẽ bằng MOT phải. Rồi thế vô. T phải OZ là 45 độ. ZOM là 30 độ, MOT phải là cái đang tìm. Như vậy thì 45 cộng 30 thì ra 75. 75 độ. À, như vậy thì MOT phải bằng 75 độ. Thế thì phải ha. Rồi. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong đến bài số 5. Rồi. Mình làm bài số 6 luôn nha. 6 luôn rồi mình sẽ ngừng clip tại đây. Và các câu kế tiếp sẽ làm tiếp ở clip sau. Số 6. Số 6 dễ lắm, nhanh lắm. Rồi, vẽ MON bằng 60 độ. Bây giờ mình vẽ góc MON bằng 60 độ. Nghĩa là mình sẽ kẻ tia OM trước này.
Ở đây thì dễ rồi, màu nào mình sáu độ này. Đấy, mình vẽ MUN, đừng nhìn đây nha, nhìn đây. Đấy, vẽ góc màu nào mình sáu độ, được chưa? Vẽ tên các góc bù kè bù với màu N. Bây giờ mình muốn kè bù á thì cứ trên cái đường này kẻ thẳng ra luôn. Mình có hai đường nè, MUN là góc này đúng không? Cứ kẻ thẳng ra. Thẳng một đường. Rồi đường này thẳng xuống. Kè bù là cộng lại 100 108 nha. Như vậy thì nhìn nè, nhìn nè. Chế này lại. Vậy thì MUN thấy không? Kè bù với nó là gì? NO OX. Hả? Kè bù là góc này với góc bên đây nó sẽ tạo thành đường thẳng, thẳng băng luôn. Hả? Như vậy thì góc kè bù với MUN là gì? NO OX. Rồi chia như vậy. À, chia như vậy. Chia vậy. Vậy MUN vẫn nằm đây đúng không? Vậy kè bù với nó là gì? MO MUI. MUI. Vậy thì các góc kè bù với MUN là NOX và MUI. Đó, kè bù. Rồi, bây giờ câu B. Vẽ tam giác có 3 đỉnh HIK, đáng lý là HIV rồi đó nhưng mà tôi sửa thành HIK đó. Vẽ tam giác có 3 đỉnh HIK. Rồi. HIK. Rồi, 3 đỉnh này. Là xong câu B. Dễ yeah không? Rồi, vẽ đoạn AB bằng 6. Cái này dễ thôi, AB bằng 6 ha, mình đo. Mình dùng cơm 3 mà đó. Rồi mình đo nè, AB bằng 6 dễ đại luôn nha. 6 ha. Rồi. 6 nhưng mà mình ước lượng thôi. Mình lấy 5 đi. 5 hoặc 5 đi, 1. Rồi. Đây này. Mình giả sử đây là 6 đi. Người ta cho 6 nhưng mà mình ước lượng mình vẽ 5 thôi. Đó. Hoặc là 4 thôi. Rồi, vẽ C là trung điểm của AB. C là trung điểm, như vậy thì trung điểm thì nó phải nằm đâu? Nằm giữa, đúng không? C là trung điểm thì phải nằm giữa AB. Hồi nãy tôi cho AB là 5 á thì trung điểm thì giờ nó là 2,5 nha. Cái gì? Đây. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1 này. 2 này. 1, 2. 1, 2, 3, 4 à. Trung điểm 2 thôi. Rồi nãy tôi cho 4 này. Rồi trung điểm. Có nghĩa là mình sẽ chấm giữa A và B. Tiếp tục kêu làm gì nữa? Vẽ đường tròn tâm C. À, nó sẽ kêu mình quay một cái đường tròn tâm C bán kính 3 xăng. Hiểu không? Cái đoạn này là 6 nè, cái đoạn AB này là 6. Tôi cho đoạn AB là 6. 6. Rồi. C là trung điểm, như vậy đoạn này nhiêu nè? 3. Đoạn dài là 6, trung điểm thì đoạn này là 3, đoạn bên đây là 3 thôi. Bây giờ sẽ quay cái đường tròn đó. Sẽ quay một cái đường tròn. Ây da. Quay đường tròn nha. Này chọc tôi về tay. Đó. Đó. Và đường tròn này nó sẽ đi qua hai điểm A và B, được chưa? Nếu mà anh nào mà vẽ đúng thì nó sẽ đi qua hai điểm A và B luôn. Còn nếu mình chấm trung điểm sai á là mình vẽ sai bét luôn á. Thấy không? Rồi, đầu lại cho coi rõ nè. Ok ha. Rồi khi mình vẽ AB thì mình cũng phải để ở AB đây là nhiêu nè, 6, AC đây là nhiêu nè, 3, đó, để vậy là người ta biết. Ok ha. Này, tôi có vẽ nè. Cho AB bằng 6 nè.
Đó, C là trung điểm, vậy C nằm giữa. Mình sẽ quay một cái đường tròn đi qua hai điểm A và B. Đó, đây nha. Đó, vậy là ok bài toán. Ok ha. Xong bài số 6. Đó, đề ha. Rồi, bài giải nè. Rồi, tạm ngừng clip tại đây nha.